Em cuối tuần tiếp tục lên sóng cho anh em dòng vang cơ này số rất là chất lượng tới từ Lake Optic FX80 Luxury. Anh em đã từng mua qua phiên bản những cái phiên bản vang đến từ Lake chưa ạ? Nếu các anh em đã từng chơi và trải nghiệm rồi chắc chắn là chúng ta không nên bỏ qua những cái model cực kỳ mới của dòng phối này. Hiện tại thì Lake Optic FX80 Luxury vẫn là một trong những dòng vang mới và cực kỳ hay cho anh em lựa chọn nâng cấp và dàn máy âm thanh gia đình của nhà mình. Và với mức giá bên em Tùng Audio xả hơn 1 triệu đồng thôi, anh em nào đang cần mua Lake Optic FX80 Luxury đến ngay với cả em Tùng Audio theo số điện thoại bên dưới màn hình. Giao hàng và sử dụng cho mình thiết bị vang cơ lai số cực kỳ là chất lượng, hình thức đẹp này, chất âm hay này, cộng thêm rất nhiều tính năng hiện đại sẽ mang lại cho anh em một phòng hát gia đình chuyên nghiệp và nổi bật. Và ngay bây giờ cùng anh em kiểm tra xem cái phiên bản Lake Optic FX80 Luxury có cái công dụng gì trên dàn máy âm thanh gia đình và giá thành ra làm sao, âm thanh như thế nào. Nếu như các anh em sử dụng dòng Lake Optic FX80 Luxury có được chế độ bảo hành hay không thì hãy đến với cả em Tùng Audio. Trên video hôm nay bên em Tùng làm về dòng vang Lake Optic FX80 Luxury. Phải nói là vang thời điểm hiện tại chúng ta đi mua quá rẻ các bạn. Cái thời điểm tháng 6, tháng 7, cái tháng hè anh em đi mua thiết bị âm thanh giá rẻ hơn so với giá thị trường trong các tháng khác ít nhất từ 2 đến 300.000 đồng. Như Lake Optic cũng vậy, mới ra mắt là 1.700.000, hiện tại thì giảm cho anh em ở đâu đó được 300-400.000 rồi. Anh em đi mua dòng Lake Optic FX80 Luxury bây giờ quá rẻ, hơn 1 triệu đồng mà có ngay một con vang cơ lai số để chơi. Và thiết bị thì các bác đang nhìn thấy model 2024 rất đẹp, phiên bản phay nhôm mặt màn hình. Đấy, các bác nhìn thấy mặt màn hình rất là lớn này, tất cả chức năng thông số hiển thị bằng ký hiệu số, thêm giải đèn LED khi chúng ta lấy tín hiệu nhạc. Các cái đường tín hiệu nhạc thì đầy đủ cho anh em cấp nhạc, nó không giống như những cái dòng vang cơ cổ điển đâu, chúng ta sẽ có rất nhiều đường kết nối lấy tín hiệu nhạc hiện đại. USB cổng quang, Bluetooth đường ống trắng đỏ truyền thống để cấp nhạc với TV, máy tính, điện thoại di động. Một khi chúng ta đã cấp nhạc rồi thì các bác nhìn thấy cái hình thức rất đẹp mắt đến từ Lake Optic FX80 Luxury để mang lại cho anh em một phòng hát gia đình chuyên nghiệp về đẹp hình thức đã. Đấy, về tính năng âm thanh thì sao ạ? Chúng ta sẽ có rất nhiều hiệu ứng tính năng ở phía dưới chiếc màn hình này và toàn bộ các hiệu ứng ở đây chúng ta sẽ chỉnh cơ. Tức là đây là cái dòng vang cơ lai số nên là nó sẽ có các hiệu ứng âm thanh của vang số và tất cả thì đồng loạt chỉnh cơ hết, không cần phải chỉnh qua máy tính phần mềm phức tạp của anh nhá. Anh em có thể tự mình tinh chỉnh được hoặc là để bên cả anh em hỗ trợ setup cả trước cho qua. Ta sẽ có các giải như của echo, hiệu ứng âm thanh của reverb, các giải bass chép của effect EQ, bass trung chép của phần mic, bass trung chép phần nhạc, chế bass sub. Đấy, rất nhiều tính năng chỉnh cơ bên dưới này, chúng ta sẽ chỉnh bằng một chiếc tô vít nhỏ có đi kèm trong hộp. Cứ tăng phải giảm trái cho em thôi, rất đơn giản, không có gì khó khăn cả. Em thấy nhiều bác là sử dụng qua những dòng vang trước đó được nhận hàng về là sử dụng được ngay. Còn những em mà mới sử dụng lần đầu tiên, chúng ta chưa biết cách căn chỉnh thì các bác không phải lo đâu, chúng ta chỉ cần vặn cho em ba phím chiết áp volume bên góc tay phải. Chỉ cần mic này, effect vang nhại, bấm một tổng nhạc và chúng ta có thể trải nghiệm âm thanh rồi. Bên em đã hỗ trợ cài sẵn cho anh em các tính năng bên này. Còn việc còn lại các bác thì em chỉ cần ghép vào các thiết bị như là âm ni, cục đẩy để vang, loa kéo, mixer thông qua RLA và đường cổng cá lông phía sau. Em hỗ trợ tặng dây dắt đi kèm rồi các bác nhé. Cắm mic vào các đường cổng mic A, mic B cho có thể trải nghiệm được ngay. Với dòng vàng Lake Optic FX80 Luxury về thiết kế thì quá đẹp mắt rồi. Chúng ta sẽ có thêm một chiếc điều khiển thông minh nữa để có thể thao tác tăng giảm âm lượng rồi là bật cấp độ trung hú. Với Lake Optic FX80 Luxury có sử dụng tới 5 cấp độ anh em nhé. Còn bây giờ đến phần rất quan trọng đó là cách âm thanh để xem nào. Với mẫu sản phẩm Lake Optic FX80 Luxury khi chúng ta ghép đối phòng hát gia đình âm thanh nó sẽ như thế nào, nó cải thiện tiếng mic, tiếng đời ra làm sao, tiếng nhạc, âm thanh sáng hay không thì cùng anh em lắp tai nghe trải nghiệm nhé. Trải nghiệm âm thanh tiếng nhạc đến từ bộ sản phẩm vang Lake Optic FX80 Luxury. Phải nói là dòng vang này cũng có chế độ âm thanh rất chuyên nghiệp, các bác nghe thử tiếng. Chúng ta sẽ thấy rằng là cái chế độ âm thanh tiếng nhạc sáng sạch thoát ra đến từ dòng vang Lake Optic FX80 Luxury như thế nào. Chỉnh âm thanh qua chế độ bass trung chép như vậy là chúng ta giống sử dụng cái vang ấy, nó giống như một chiếc âm ni mini vậy, vừa hỗ trợ là nghe nhạc vừa là hỗ trợ tiếng mic tiếng lời, cách rất đơn giản và sử dụng trên vang nó sẽ thuận tiện hơn nhiều, cũng chuyên nghiệp hơn. Bây giờ là phần quan trọng nhất của những mẫu sản phẩm vang khi anh em mua hàng về thì đa phần là chúng ta sẽ quan tâm đến cái hiệu ứng tiếng mic tiếng lời, thì cùng các bác trải nghiệm xem âm thanh tiếng mic tiếng lời đến từ dòng vang Lake Optic FX80 Luxury có sự xứng đáng để anh em bỏ ra số tiền hơn 1 triệu đồng nâng cấp và dàn máy âm thanh gia đình của nhà mình hay không nhá. 1 2 5 6 7 8 9 7
anh em nghe thử ạ. Lấy con thích FX80 Luxury về cái chất giọng vẫn rất là khỏe, âm thanh của dòng này cực kỳ là bay tiếng, sáng, trong, dễ hát. Cái thật là các cái giải âm thanh, hiệu ứng âm thanh, echo hay gì vào đây em đã hỗ trợ cả rồi. Thế các anh em nhận hàng về chúng ta cất định cả tiếng hát của mình, các sẽ cảm thấy là âm thanh của mình nó hoàn thiện hơn, nó tự tin hơn cho các anh em nguyên đánh ngân nga với giải hiệu ứng âm thanh echo rất là tốt. Đó, nghe lại này. 1 2 5 6 7 8 9 7 5 6 7 8 9 7 5 6 7 8 9 7. Nếu như hát karaoke gia đình thì chắc chắn phải có cái hiệu ứng vang nhạc echo rồi. Cái dòng này thì tiếng echo nó rất ẩm mượt, nó rất là dễ hát bởi vì em đã hỗ trợ cài. Có thể là các anh em nghe ở trên video thì chúng ta cảm nhận được là cái hiệu ứng âm thanh nó quá nhiều. Thật sự là đây là khi chúng ta alo thôi thì đồng nghĩa việc là alo thì tiếng âm thanh echo nó phải nhiều ra, bởi vì nó chủ yếu là cái tiếng giọng, nó không có tiếng nhạc đi kèm vào. Nếu như các anh em chơi với nhạc, hát với nhạc ấy, thì cái tiếng nhạc nó sẽ lấp đi cái hiệu ứng của echo đó. Thế là khi chúng ta hát thì nó rất là vừa, nó vừa có độ lịnh này, vừa có độ luyến láy ngân nga này, cộng thêm hiệu ứng reverb cho anh em hát hay, hát tốt nữa. Anh em mà hay hát tốt thì sẽ hỗ trợ setup cài cho anh em hiệu ứng reverb nhiều hơn để anh em hát được nổi cái giọng hát thật của mình lên, tô điểm giọng hát của anh em. Thêm bát trung chép rất là khỏe khoắn, mang đến cho anh em một phòng hát đỉnh chuyên nghiệp và hiệu quả, và giá hơn 1 triệu đồng chắc chắn là một cái mức giá quá là xứng đáng để các anh em lựa chọn cái phiên bản đấy, Logitech FX80 Luxury để nâng cấp và giảm tải âm thanh gia đình của nhà mình. Và hiện nay thì bên cảng em Tùng Audio còn đâu đó khoảng hơn 100 con nữa đang xả với mức giá sập sàn cho anh em chơi phòng hát gia đình với Logitech FX80 Luxury. Nếu anh em đang có nhu cầu cần mua con vang để cải thiện âm thanh, tiếng mic, tiếng lời, giảm máy âm thanh gia đình, đặc biệt là đang sử dụng âm ly cũ mà muốn thay đổi hoàn thiện cái âm ly cũ của anh em, chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn nâng cấp vang và sau đó chúng ta có thể thay đẩy và vẫn sử dụng đến vang, con vang cơ lai số rất hiện đại của năm 2024, vừa đẹp và vừa xịn nữa, về âm thanh quá tuyệt chuyên nghiệp rồi. Nếu anh em đang có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp theo số điện thoại bên Tùng Audio nhé, để đặt hàng và sử dụng ngay cho mình thiết bị vang cơ lai số chất lượng hàng nhập khẩu bên cảng Tùng Audio với chế độ bảo hành 12 tháng. Xin chào anh em.